Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Làm Mẹ. Các ông bố bà mẹ thân mến, quả thực là khi chúng ta được làm bố làm mẹ thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất đó là chứng kiến con mình lớn lên mỗi ngày. Và một trong những cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự thay đổi của bé đó chính là khi bé được 6 tháng tuổi. Đây cũng là giai đoạn bé bắt đầu thưởng thức những thức ăn thú vị xung quanh, và bên cạnh đó bé cũng có rất là nhiều những cái điểm thú vị đáng yêu khác nữa mà mỗi khi phát hiện được thì ông bố bà mẹ đều cảm thấy vô cùng thích thú. Đó cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây. Huggies, 40 năm kinh nghiệm toàn cầu, triệu triệu mẹ tin dùng. Bé nhà mình thì được 6 tháng tuổi rồi. Trong suốt thời gian đó thì mình cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn và có bú đêm. Bây giờ thì mình bắt đầu cho bé ăn dặm. Mình không biết là có nên bỏ cữ bú đêm hay không, và việc đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé hay không. Bé nhà mình khi được 6 tháng tuổi thì mình đã bắt đầu là cho bé ăn dặm rồi. Thì mình cũng rất chú ý đến các món ăn dinh dưỡng cho bé bằng cách là thay đổi thường xuyên các món ăn cho bé. Nhưng mà cũng có nhiều món mình rất là băn khoăn là không biết là bé 6 tháng ăn được hay chưa. Thì có một theo kinh nghiệm nuôi của các cụ ngày xưa thì như các món như là thịt bò hay là hải sản thì đối với các bé đó thì cái sự tiêu hóa của bé nó chưa có tốt lắm, nên là mình cũng đang e ngại, cũng chưa dám cho bé dùng. Quý vị khán giả thân mến, để hiểu rõ hơn về việc chăm sóc em bé trong giai đoạn bé từ 6 tháng tuổi trở lên, chúng tôi có mời đến trường quay hai vị khách mời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với họ về chủ đề này nhé. Đầu tiên xin giới thiệu với quý vị bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ. Xin chào bác sĩ Từ Anh ạ. Chào Thanh Vân. Kính chào quý vị khán giả. Và cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ sinh động hơn bởi vì chúng ta còn được lắng nghe ý kiến từ một bà mẹ nữa, diễn viên Bảo Trân. Xin chào Thanh Vân. Xin chào bác sĩ Từ Anh. Xin chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì Vân xin được hỏi bác sĩ Từ Anh một chút. Vân thấy rằng là bắt đầu từ cái giai đoạn 6 tháng là cái giai đoạn mà mình thấy rõ cái sự thay đổi ở con nhất. Ở giai đoạn này thì mình thấy bé cũng bắt đầu có thêm nhiều cái kỹ năng mà trước đó, nhiều khi chỉ 1-2 ngày trước mà mình không thấy bé có cái điều đó. Nhưng mà Vân cũng không rõ lắm là có cái quy chuẩn nào đó về sự phát triển của bé trong cột mốc bé tròn 6 tháng tuổi không ạ? Khi bé được 6 tháng tuổi thì mình sẽ thấy là cổ bé lúc này đã cứng rồi. Khi nằm sấp nó có thể ngóc đầu cao, vững, xoay các hướng được. Cái cột sống nó cũng vững hơn nên em bé có thể ngồi dựa, cái là nó ngồi dựa vào người mình được. Rồi em bé có thể lật, giỏi rồi, lúc này là lật qua cả hai bên được. Rồi trường, rồi xoay. Thì đó là những cái mốc về vận động cơ bản của em bé. Còn về ngôn ngữ thì lúc này là bé bắt đầu là ư a được rồi ha, nó phát ra những cái tiếng ríu rít rất là dễ thương. Và bắt đầu là quyến luyến mẹ nhiều hơn. Khi mà không có mẹ thì có thể là nhớ, buồn, khóc. Và một số bé nó lanh lợi thì nó nhận biết được luôn cả người lạ vào cái thời điểm này. Thưa bác sĩ Từ Anh, khi em bé 6 tháng tuổi thì những cái dấu hiệu nào cho biết là bé sẵn sàng ăn dặm? Thì khi mình thấy là bé bắt đầu có nước bọt nhiều, nó hay nhiễu nhão đó, mình hay nói là nó bắt đầu nó nhiễu nhão à. Rồi khi mà thấy người lớn ăn thì bắt chép miệng thèm đó, đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bé sẵn sàng ăn dặm. Thì khuyến cáo là nên cho em bé bắt đầu ăn dặm khi đã tròn 6 tháng tuổi. Thì khi đó là nói chung là những cái men tiêu hóa này kia rồi đường ruột nó đã phát triển đầy đủ thì bé sẽ đỡ bị những cái rối loạn tiêu hóa. Thưa bác sĩ, khi bước vào giai đoạn mà em bé ăn dặm á thì ai cũng lo lắng hết, cho nên đó là một cuộc chiến mà cháu nghĩ là rất là cam go. Thì có cái bí quyết nào để mà mọi thứ nó suôn sẻ hơn không? Các bà mẹ phải vững về tư tưởng trước là cái giai đoạn từ 6 tháng tới 12 tháng tuổi là ăn dặm. Ăn dặm nghĩa là ăn chơi thôi, nghĩa là tập ăn là chủ yếu chứ không phải ăn cho thiệt là no, ăn để lên cân. Mà cái thực phẩm chủ yếu giai đoạn này vẫn là sữa. Mình đừng có tạo một cái sức ép cho bản thân mình. Thấy bé ăn không được nhiều bằng hàng xóm là mình lại bắt đầu đi lo lắng rồi so sánh, rồi ép con ăn. Rồi chính cái chuyện mà ép con nhiều quá nó lại dẫn tới cái chán ăn sinh lý. Cái là em bé nó sợ ăn luôn thì cái hậu quả nó sẽ kéo dài về sau. Mình nên là nắm vững nguyên tắc ăn dặm là để giới thiệu thức ăn đặc cho bé, để cho bé biết nhiều cái món thức ăn lạ hơn, chứ không có hẳn là phải bắt bé ăn thật là nhiều. Thưa bác sĩ, là ngoài sữa, cháo rồi bột nữa thì còn những cái thực phẩm dinh dưỡng nào cho bé ăn dặm hay không ạ? Thì mình nên tập cho bé ăn trái cây nè. Những cái loại trái cây mà mềm, ví dụ như chuối, đu đủ, xoài, mình có thể nạo ra đút cho bé ăn. Rồi cho bé ăn da ua, tức là sữa chua đó, hoặc là váng sữa mà dành cho trẻ dưới 1 tuổi. Phô mai
là những cái thực phẩm nào mềm thì mình có thể cho bé ăn, rồi tập cho bé uống nước trái cây. Và những cái bánh ăn dặm, có một vài bánh ăn dặm thì có thể cho bé nó gặm gặm để nó kích thích cái nướu răng của em bé. Vân nghĩ là có một cái phần lo lắng nữa, bởi vì do các bé mà bắt đầu từ bú mẹ cái chuyện sang ăn dặm thì nó có gặp một số cái vấn đề về đường tiêu hóa. Đúng, đúng. Thì đối với mẹ Bảo Trân có hay gặp cái vấn đề như vậy không? Trân có gặp trường hợp đó. Em bé của Trân thì khi mà từ sữa sang bột là bị bón. Cho nên lúc đó là rất là lo lắng. Và theo bác sĩ Thư Anh thì mình phải làm như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề đó? Táo bón cũng là một trong những cái hiện tượng thường gặp. Thì mình sẽ chủ yếu là thay đổi bằng chế độ ăn, tức là mình cho bé ăn trái cây nhiều hơn, ăn rau nhiều hơn, tăng chất xơ, uống nước trái cây chẳng hạn. Còn tiêu chảy thì cái độ tuổi này đúng là cái độ tuổi nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy. Vì ngoài cái chuyện mà làm quen với thức ăn mới rồi bé lại hay đưa tay vào miệng ngậm, đó, thật ra dễ bị tiêu chảy. Thì đầu tiên là mình phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm trước, cái là đảm bảo là thức ăn, thực phẩm của mình chế biến xong là cho bé ăn ngay, không có nên để quá lâu. Nhất là những cái thời điểm mà nóng, thời tiết nóng, nhiệt độ cao là thức ăn nó dễ bị ôi thiêu đó, dễ làm cho em bé bị ngộ độc thực phẩm. Rồi phải rửa tay bằng xà bông tiệt khuẩn trước khi là chuẩn bị thức ăn cũng như là trước khi cho bé ăn. Thì những cái vệ sinh cơ bản như vậy sẽ giúp cho em bé tránh được những cái rối loạn về tiêu hóa trong cái giai đoạn dặm. Mẹ Bảo Trân thì mẹ có nhớ là giai đoạn nào mà mình bắt đầu cho con mình ngừng việc bú đêm không? Trân nghĩ là khi mẹ bắt đầu ăn dặm thì bắt đầu Trân giảm dần, Trân giảm dần cái lượng bú đêm. Theo bác sĩ thì có đúng hay không ạ? Tới khoảng 6 tháng tuổi thì một số em bé bắt đầu có khuynh hướng là ngủ suốt nguyên đêm, không thức dậy để bú nửa đêm nữa như trước. Thì mình sẽ thuận theo cái nhu cầu sinh lý của em bé là cho em bé ngủ suốt đêm. Tại vì cái giấc ngủ ban đêm của bé rất là quan trọng để cho bé nó phát triển được trí não. Nếu như nó không có nhu cầu, nó không đói, nó không có muốn thức dậy ban đêm để bú nữa thì thôi. Tuy nhiên một số em bé thí dụ như nó bị suy dinh dưỡng, nó còn thiếu cân thì mà bé vẫn còn đòi bú nửa đêm thì mình cũng phải cho bé bú. Chứ nếu không thì nó sẽ không đảm bảo được đủ năng lượng cho em bé. Thưa bác sĩ Thư Anh, ngoài việc là chúng ta sẽ không đánh thức bé giữa đêm để cho bé bú, cho bé có một cái giấc ngủ trọn cả đêm như vậy, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện như thế nào để các con của chúng ta có một giấc ngủ sâu mỗi đêm ạ? Đầu tiên là mình phải quan tâm tới cái môi trường trong phòng ngủ của em bé, nó thoáng mát, nhiệt độ thích hợp. Quần áo em bé nên thay trước khi đi ngủ cho nó sạch sẽ, thay tã, chọn lựa những cái loại tã nào mà có màng đáy thoáng khí và hút ẩm tốt để em bé nó được cái cảm giác dễ chịu và thoải mái sạch sẽ nguyên đêm, thì em bé nó sẽ có một cái giấc ngủ ngon hơn. Em có một thắc mắc là khi mà em bé vào cái giai đoạn mọc răng hoặc là phát triển những cái kỹ năng á, thì em bé thường hay bị sốt rồi hoặc là có những cái triệu chứng khó chịu, thì những cái trường hợp như vậy thì mình có cần phải đi khám bác sĩ hay không, và mình có những cách nào để mà cho bé dễ chịu hơn? Những cái dấu hiệu mà sốt khoảng 38 độ, dưới 38 độ rưỡi, sổ mũi, nước trong, nhưng mà bé vẫn chơi bình thường, bé vẫn ăn uống bình thường thì mình có thể chăm sóc ở nhà. Tuy nhiên nếu mà sau 2 ngày mình chăm sóc ở nhà rồi mà nó vẫn không đỡ, không hết thì nên đưa đến bác sĩ để bác sĩ xem coi có cần phải cho uống thêm những cái thuốc khác hay không. Nhưng mà nếu mà bé mà khóc vì bé đau khi mọc răng chẳng hạn thì mình có thể sử dụng những cái loại thuốc giảm đau dành riêng cho em bé không ạ? Mình có thể sử dụng thuốc giảm đau uống, hoặc là mình dùng những cái loại kem giúp làm êm dịu cái vùng nướu khi mà bé bị mọc răng để mình bôi cho em bé, hoặc đơn giản hơn nữa là mình có thể dùng nước muối pha loãng để mình rơ, mình chà cái vùng đó để cho bé dễ chịu. Trân được biết là em bé khi 6 tháng thì mình có còn phải cho em bé uống những cái vitamin D nè, hay là còn tắm nắng nữa hay không? Cái nguy cơ mà bị còi xương có thể xảy ra với em bé bất cứ lúc nào. Cho nên là nếu như mà bé uống một ngày dưới 1000ml thì vẫn phải bổ sung cho em bé là 400 đơn vị vitamin D và tắm nắng. Mình thì cũng là một người mẹ, mình cũng khuyến khích các bà mẹ là nên cho con mình ra ngoài vận động, khám phá thế giới xung quanh. Nhưng mà thật sự là nhiều khi các bà mẹ cũng còn lo lắng về vấn đề này và cũng không biết là phải cho con mình vận động như thế nào là nó hợp lý nhất với thể chất cũng như sự phát triển của bé. Bác sĩ Tự Anh có thể tư vấn về điều này cho các bà mẹ cùng biết được không ạ? Thì mình sẽ tạo những cái mặt phẳng an toàn để cho bé tập trường. Có thể là mình lót những cái miếng cao su mà lắp ráp á, để cho đỡ bé trường mà bé có
đặt đầu xuống đất thì nó không có bị đau chẳng hạn vậy. À, rồi nên đưa cho bé ra ngoài để bé tiếp xúc với không khí bên ngoài, giống như mẹ Thanh Vân hay làm đó ha. Dạ. Là cho bé lên xe đẩy, lúc này cái lưng nó đã khá cứng rồi, nó có thể ngồi dựa, nên mình có thể nâng cái ghế đưa, ghế đẩy của em bé đó, để cho bé quan sát xung quanh, tập nhìn cái môi trường xung quanh, à, tập tiếp xúc với không khí bên ngoài, chứ đừng có úng hoài ở trong nhà thì nó cũng không tốt. Xin được cảm ơn bác sĩ Từ Anh rất là nhiều vì hôm nay bác đã mang đến những lời khuyên. Và Vân tin rằng là những ông bố bà mẹ nào đang có con trong giai đoạn này sẽ cảm thấy yên tâm, biết mình phải chăm sóc con như thế nào là tốt nhất. Và cũng xin được cảm ơn mẹ Bảo Trân nhiều nha.